Chào mừng quý thính giả đến với Sớm Văn Kể Chuyện. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Mùa Phơi Sân Trước, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, diễn đọc Viên Trúc. Hồi con nít thích đi xe đạp về nhà ngoại bằng con đường xóm cặp mé sông rạch rập. Đường đất dầm dãi suốt một mùa mưa, chừng gió chướng thổi về mới ráo tạnh bùn lầy. Đến chạp thì những chân trâu cũng bị bôi xóa hết, có thể đạp xe thông dong mà thỏa thuê nghiêng ngó. Mùa chạp đi 7 cây số không nghe mỏi, gió chướng khoác lên làng mạc một vẻ mơ màng. Đường uốn lượn theo sông và dòng chảy đó thẳm suốt thoắt ẩn thoắt hiện sau những lùm cây hoang dại. Dọc đường thấy tết lấp ló khắp nơi, trên sân nhà người, trên những giàn phơi. Người nhà quê hồi mình con nít toàn người nghèo, sân nhà quê hồi ấy cũng rặt sân đất, nên nhà nào cũng cặm cái giàn trước nhà. Suốt 6 tháng mưa, sân chìm trong nước cũng có chỗ mà đem phơi củi hay gối, chiếu. Những ngày hửng nắng, trên giàn luôn có thứ gì đó ngóng nắng. Khi cám mốc, khi thì mớ bột gạo thừa trong lúc làm bánh, khi thì mớ cơm nguội hay mớ lá dừa khô dùng để nhen lửa, mấy trái đậu bắp già làm giống cho mùa sau. Phơi trên giàn mọi thứ khô mau, vì nắng ngun ngút trên mặt, gió lộng phía lưng. Những nhà có sân rộng, người ta còn phơi lúa trên giàn. Lúa khô đem vô bồ được mấy hôm đã thấy trên mặt sân xăm sắc nước lúa rầy đã lấm tấm xanh. Qua nhà nào có trẻ nhỏ, gặp những tấm chiếu manh con nằm uống nắng. Càng gần về cuối năm, giàn phơi càng bận rộn, dầu giải quằn mình suốt năm. Giờ trên giàn bày ra những món ngon chuẩn bị cho cuộc hội hè. Bánh phồng vừa quết xong, củ kiệu mới trộn đường xong, mứt gừng mới ngào nửa lửa. Thứ nào cũng ưa nắng, nhưng cá khô mới là ưa nắng nhất hạng. Mới cần thứ nắng ròng ròng như thắp lửa, thứ nắng như cháy trên đầu. Mùa chạp, cá làm đìa người ta lớp rộng lớp làm mắm để ăn dần dần cho tới mùa lúa sau, mới sẽ làm khô ăn Tết. Mùa đĩa kéo dài cả tháng, nghĩa là lúc nào giàn phơi cũng có những con cá nằm nhuộm nắng cho đỏ ao da thịt. Mùa chạp thể nào cũng gặp người ta ép chuối khô, chuối xiêm chín cây sẵn ngoài giường, lột vỏ phơi một nắng rồi đem ép mỏng. Không như cá khô rủ rê bọn ruồi nhặng đến mức phải đốt nấm nhang cắm nơi đầu gió để xua đuổi chúng. Mật chuối tươm ướt rượt chỉ mê dụ quyến lũ ong, kéo tới dập dìu lão đảo bay đầu như say. Những con ong sa đà ở giàn phơi cho đến khi những miếng chuối ép mỏng bắt đầu khô quắt, giàn ống như dừa nướng trên than hồng. Chuối phơi đủ nắng có thể ăn tới ra diên, mật lặn vào trong vừa ăn vừa tợp miếng trà, hoặc ngào qua dưới khóm me đem dầm nước đá uống cũng ngon thấu trời. Vậy là nước miếng mình ứa ra trên từng mét đường về nhà ngoại, tâm hồn nguệch ngoại với những món ăn cực kỳ mời gọi trong sân thiên hạ. Đang thèm tô cơm nguội chan nước dừa ăn với khô lóc nướng thì bỗng nghĩ giờ phải có thịt kho tàu để ăn với dưa kiệu nhà kia. Rồi cái hũ mắm tép dầm nắng sát hàng rào làm mình nhớ nhung chuối chát. Khế chua cùng với gừng sắc mịn thì mâm mứt tắc đỏ au đằng kia làm mình liệm chết một cách lim dim như tụi kiến. Chân rõ ràng không nổi, nhưng tâm rã rời, cứ chạy theo đeo đuổi miết trên những giàn phơi. Hụt hơi, chới giới. Có lần về nhà kêu má, Tết này làm những món này này, những món mà mình nhìn thấy, mang theo trên suốt chặng đường từ nhà ngoại về. Má cười, người ta có đâu có nghĩa là mình phải có. Mình dại hơn cả tuổi 13, không hiểu câu đó mấy.
nên vẫn muốn má bày thật nhiều thứ trên giàn phơi nhà mình, chớ không phải còm nhom chút dưa kiệu, dưa hành, chút chuối khô. Nên chạp sau mình vẫn nhắc, má lại nói ta đâu cần phải có cái mà người ta có. Cũng may qua mỗi chạp, mỗi mùa phơi, mình mỗi lớn, bài học của người, của ta, má không nhắc nữa. Mình bỗng bâng quâng nhớ, nhận ra trên giàn cũng phơi những thân phận người. Ngó qua khoảng sân đã rợp những cái mồng gà, vạn thọ, biết ai ăn Tết lớn, ai chịu điều hiu. Như ngó qua cái sào phơi quần áo, biết nhà ai đông, nhà ai đơn chiếc, ai khá giả, ai nghèo. Nắng gió khiến mọi niềm vui nỗi buồn bày ra như một cuộc diễu hành, không che giấu khách qua đường. Căn chòi của bà già chèo đò hay chở mình qua sông trống mãi. Cho đến ngày cuối chạp, bỗng trên đống củi có phơi dài tàu lá chuối. Biết tối nay trên sân nhỏ, bà sẽ ngồi canh nồi bánh tét đến giao thừa. Mình bỗng nghe nhẹ nhõm khi nhìn theo bóng nhỏ đưa chiếc đò về bên kia sông. Chật vật mấy, cuối chạp cũng có cái đem phơi, đem nhuộm nắng, cũng có bụi bông vàng thọ và bông trang, bông lồng đèn nở rực rỡ trên rào. Nguyễn Ngọc Tư. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức tác phẩm 30, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, diễn đọc Viên Trúc. Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm nên má là người đầu tiên mở ngày 30 Tết ra. Không biết có phải số má cực, dí má cực không mà hôm đó cả nhà đều phải làm công chuyện tối mắt, tối mũi. Đến nỗi nhắc tới Tết là thấy chữ 30 chình ình, choáng chật cả khí ức. Đó là cái ngày duy nhất trong năm cả nhà sum họp mà không sum họp. Ai nấy túi bụi với chuyện của mình, cánh đàn ông con trai, nói cánh cho ham vậy, chớ chỉ hai người thôi chứ mấy. Cánh này quan trọng, lãnh phần dọn dẹp, lau chùi, làm đẹp nhà. Nào là quét mạng nhện trên trần, lau cửa kính, tủ bàn, kỳ cọ mấy cái lư đồng, đem phơi nắng, mệt phờ. Lúc dọn dẹp, bài biện bàn thờ thì mùi chiên xào dưới bếp bay lên. Trời, lại phải bỏ ngang công việc đang làm dở, chuẩn bị mâm bàn cúng rước ông bà. Xế chiều rồi chứ giỡn. Cúng kiến xong, cánh đàn ông tiếp tục chuyển sang đánh trận ngoài sân, còn má vẫn hì hụi trong bếp. Vừa trông chừng nồi thịt kho, vừa làm thịt nguội. Sau lưng má, củ cải với dưa leo đang chờ tới phiên mình trở thành món dưa chua. Tết của má dài thăm thẳm, phải kể từ hôm tắt đìa bắt cá làm mắm, xẻ khô. Cá còn phơi trên mấy hàng bông bụp, má bắt tay làm củ kiệu. Hồi chỉ còn nhỏ, má lãnh luôn phần làm mứt, nướng bánh kẹp, bánh bông lan. Chị lớn, chị giành lấy, nói để chị làm. Nên cả ngày 30, tụi nhỏ không thấy chị liếc, chị rầy, bởi chị cũng cắm đầu làm mứt. Nào là mứt chùm ruột, mứt gừng. Không biết ai ăn cho hết mà ôm đờm, vừa ngào chảo mứt dừa, vừa chạy ra coi mớ mứt tắc phơi ngoài sân không biết có kiến bò lên không. Cái dáng chị khum khum, tay đấm lia lịa vào lưng, than mỏi quá, nhưng vẻ mặt thì tươi rói, ngây ngất. Giống hệt cả nhà, miệng kêu cực mà hớn hở, như thể ngày cuối năm này không có việc gì làm mới là niềm đau khổ lớn. Tụi con nít cũng bận lắm, chạy đi chạy lại, lấy giùm ba bằng chải, chặt giùm má mấy trái dừa. Ê, coi chừng mấy con chó chạy giỡn làm đổ mới mứt đang phơi. Chạy đi mua cho má mấy bịch muối, cho đầy hũ, nhỏ ơi. Trên đường chạy đầu này đầu nọ, tụi con nít không quên thò đầu vô tủ vuốt ve mấy bộ đồ mới, ứa nước miếng, trông mau tới chiều để mặc. Nên có khi má kêu 2-3 lần mới chịu đi làm, biểu xịu cào nhạo trong bụng,
Họng biên ông trời sinh ra 30 Tết làm chi, công chuyện quá trời. Mà việc nào cũng quan trọng khủng khiếp, không thể để đến ngày mai. Tuyệt nhiên chẳng ai chần chừ để làm sao. Cứ như là không còn ngày mai nữa. Cả nhà làm cho bằng hết việc, đến xanh mặt, mướt mồ hôi, như ai đó đuổi đằng sau, như làm bây giờ để mai mốt không động tay vào bất cứ việc gì nữa. Tụi con nít buồn cười, vì cử kiêng lắm thì chỉ thảnh thơi được ngày mùng 1. Bữa sau ba má cũng ra giường tưới rau, chị nhất định phải rửa chén, giặt đồ. Anh đến cơ quan, mọi người trở lại với công việc thường ngày của mình. 30 cũng đâu có thay đổi được gì mà làm muốn nín thở. Tụi nhỏ không biết, thật sự của Tết là bữa 30 này. Khi tụi nhỏ mặc bộ đồ mới đi khoe dài dài xóm, khi ba và anh tắm táp xong ra hàng ba ngơ ngẩn gắm hoa, sao nhái đốt lửa vàng run rẩy trước sân. Khi má nhốt than trong những bếp lửa tàn, khi chị đứng chải tóc trước gương, thì Tết đã chớm hết. Mùng 1, mùng 2 là Tết phai, mùng 3, mùng 4 Tết tàn. Tụi nhỏ không biết, mãi về sau khi lớn lên, trong ký ức Tết ấu thơ, những ngày mùng rất nhạt, đơn điệu, chỉ chơi và chơi. Nhưng bữa 30 luôn sống động, lung linh những mồ hôi, những nụ cười, những khoan khoái, những ngọt ngào. Nguyễn Ngọc Tư.